Xin chào tất cả mọi người, tôi là Hóa, hiện tại đang phụ trách bộ phận khảo sát thiết kế của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Hôm nay công ty chúng tôi có chuyến khảo sát thiết kế xuống cho anh Tiến tại khu vực xã Lan Giới, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Mời các bạn cùng chúng tôi theo dõi cái quá trình khảo sát của công ty chúng tôi xuống khu vực này phục vụ gia đình bác và gia đình anh tại khu vực này nhé. Mời các bạn cùng đón xem quá trình khảo sát của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Vâng, và đây là cái khuôn viên khu đất nhà anh Tiến và bác Thơm tại khu vực xã Lan Giới, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Thế thì ở đây chúng tôi sẽ xuống đây để khảo sát thiết kế cho bác, xây dựng cho anh một ngôi nhà vườn mái Thái với diện tích 120m2 hình chữ L trên cái khuôn viên mảnh đất chỗ này nhà bác. Đấy, hướng chính là hướng 158 độ Đông Nam và dự kiến xây dựng ở chỗ này. Khu bếp và khu vệ sinh nằm hết phía bên này và có lối đi riêng xuống bếp ở khu vệ sinh ở khu vực bên này nhé. Đấy là toàn bộ cấp điện, cấp nước ở phía đằng trước này xuống này. Còn thoát thì sẽ thoát ra cái mương thoát nước ở đây và đào giếng mới nhé. Đấy thì là toàn bộ cái khuôn viên. Đấy, và nhà anh là đang thích một cái mẫu nhà 4 tại gia thủy Nam Định này, và thích cái hệ mái này thôi. Đấy, xem cái hệ mái này rút gọn đi một tí thì càng tốt. Ok. Đất ở đây thì là đất thổ rồi, đất nguyên thổ nhá.